Thường tận các ngài dù phóng vật thì cũng
không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù nhiều, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiến sự thân kiến và hoài nghi, luôn cái tâm thủ thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù nhiều, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bần thánh tu đà quần dù thổ tâm vào lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng. Lời anh chung hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã âm tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ. Tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chitta yatike phavat min te ki na bi cha vi run ha chanda nippan te thi ra yatha yam ba di bo i dam vi sang khe ra ta nang ba di tang e te na sak che na su va ti ho tu ya ni ta phu ta ni ta ma ga ta ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga ta tăng bồ tăng nam a sa ma su ma ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phu ma ni wa ya ni wa an ta le ke ta tha ga tăng đề wa ma nu sa bu chi tăng tham mang nam a sa ma su ma ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phu ma ni wa ya ni wa an ta le ke ta tha ga tăng đề wa ma nu sa bu chi tăng sam kang nam a sa ma su ma ti ho tu. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, mong cởi lòng hoan hỷ, thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi
đến chư thiên, những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Phàm bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não, phần Thích Ca Mâu Ni kim pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được, pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu, mong với ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định, chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vì bốn đôi là những bậc ân cung, đệ tử đấng thiền thể được y giả tam tang cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bằng tu hành tiểu dục quy y tri kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Như cột trụ đa kheo chôn chẳng xuống đất, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê, cũng từ tài bất đồng trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê, được đô ta ma kheo thiên nhãn tường tận, các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần vô khổ tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lời ân chung hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng,
Bậc ký chân niết bàn, do vậy chính tăng chúng là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này cầu thành muôn hạnh phúc. Chúng tiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đứng Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư tiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa lễ chư tôn đức thượng trào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là ngày thứ năm, 23 tháng 4 2020. Thêm một ngày nữa chúng ta tiếp tục chương trình tu học trong mùa đại dịch Corona. Hôm nay thưa quý vị, liên quan đến đại dịch Corona, chúng ta được biết có hai bản tin đáng chú ý từ Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố rằng sự cách ly xã hội ở tại Hoa Kỳ để chống lại sự lây lan của COVID-19 có thể kéo dài cho đến đầu mùa hè, và có thể lâu hơn nữa. Sự yêu cầu giãn cách xã hội của chính phủ liên bang mà được hầu hết 97% dân chúng Hoa Kỳ áp dụng đã được tiến hành một lần, bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 4, và sau đó tiến hành từ tháng 4 cho đến đầu tháng 5. Bây giờ thì phần lớn các tiểu bang đang có kế hoạch tiến hành sự giãn cách xã hội cho đến tháng 6. Thưa quý vị, cũng cùng lúc chúng ta nhận được một sự kiểm định mới từ tiểu bang New York. Trước kia thì người ta chỉ chẩn nghiệm những người nào mà cảm thấy rằng mình có cái triệu chứng của đại dịch, để xem ai là người thực sự lây nhiễm, ai không. Tuy nhiên, bây giờ thì người ta làm theo một cách mới. Cách mới này là giống như trường hợp chúng ta thăm dò dư luận. Người ta đưa ra một con số 1.200 người. Và trong số 1.200 người là chẩn nghiệm thử xem trong số đó bao nhiêu người có cái hiện tượng antibody. Nói một cách khác là bị lây nhiễm coronavirus. Thì con số mới đây được xác nhận rằng có khoảng 3 triệu người cư dân của thành phố New York
đã bị lây nhiễm. Con số này là một con số mà nhiều chuyên gia về dịch tễ học đã tiên tri trước đây, bây giờ trở thành sự thật. Cứ tưởng tượng 30% dân chúng của Hoa Kỳ bị lây nhiễm corona, thưa quý vị, đây là một chuyện hoàn toàn không đơn giản, ảnh hưởng toàn bộ năng đề lực cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào đề tài chấp nhận giáo văn thứ 6, đó là cách nói của Ngài Bà Giúp Tô về thực khoa học. Khoa học thường đề cập đến vật chất, và cảnh giới của vật chất là cái gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc. Nhưng mà ngoài năm giác quan mà chúng ta thường đề cập, đó là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, thì người ta còn giáo văn thứ 6, đó là ý thức. Và khoa học dần dà phải chấp nhận sự tồn tại và hoạt động của giáo văn thứ 6 ở trong một chừng mực nào đó. Bây giờ thì trước khi đi sâu vào nội dung của bài học ngày hôm nay, kính cung trình từ đoạn Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng để tam bảo, và sau đó chúng ta sẽ trở lại với pháp thoại trong ngày. Nhất tâm định lễ đức tai vật ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng tự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu của Đức Phật Bảo, nguyện cầu của Đức Pháp Bảo, nguyện cầu của Đức Tăng Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng nghĩ sâu xa, những nghịch duyên ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết là tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính thưa thượng tọa Tổ Minh Hạnh, bạch chư tôn đức và quý Phật tử, một ở trong những giới hạn của khoa học, đó là khoa học thường tập trung vào thế giới vật chất. Và khi nói đến thế giới vật chất thì chúng ta nói đến cái gì? Mắt thấy, tai nghe, ngửi mũi, lưỡi nếm, thân cảm xúc. Vật chất có thể đo đạc về trọng lượng, về thể tích, về chiều dài, về độ nặng nhẹ, vân vân. Nhưng mà có một lĩnh vực mà nó không thuộc về thế giới của vật chất. Có những lĩnh vực mà thứ gì nó hoàn toàn không thể được cảm bằng mắt, bằng tay, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân. Tức là bằng thí giác, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Và phải bằng trí nghĩ. Ví dụ như chúng ta nói về tư tưởng, nói về triết học, nói về nghệ thuật,
Ở trong thời gian gần đây thì người ta có nói đến một cái bước tiến khác của khoa học, đó là AI hay là trí tuệ thông minh nhân tạo, Artificial Intelligence. Thế vì nó vẫn có một vấn đề mà cần phải đặt ra là trí tuệ nhân tạo hay là bất cứ những hiện tượng thành tựu về khoa học kỹ thuật đã cho nhân loại khái niệm gì và hiểu biết gì về tâm. Ở trong một ý nghĩa sâu xa nhất, đó là một giác quan nằm ngoài năm cái giác quan là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Mời quý vị đọc đoạn sau của Ngài ở YouTube nói về sự chấp nhận giáo văn thứ 6 là một thách thức của khoa học. Và điều này một lần nữa cho chúng ta những ý niệm rất là quan trọng. Thế nào là giá trị của đời sống nội tâm? Hôm nay không biết vị nào sẽ đọc cho bài này. Giờ mời cô Lâm Dầu. Dạ, nên một bức thầy gia sở thử lành thai chúng con kính chuyện rồi giác đẳng. Dạ, lần dẫn nhập mở đầu về chương trình học ngày hôm nay. Bây giờ thì con xin được đọc bài Phật giáo và khoa học tiếp theo. Trích từ Phật giáo nền tảng của khoa học do bà Thượng Prayutto viết và tỳ kheo Thích Tâm Hoàng dịch Việt. Chấp nhận giác quan thứ 6. Lý do cần phải làm sáng tỏ những mục tiêu trung gian là nếu khoa học thuần túy không thể xác định giá trị của chính nó không thể tránh được ảnh hưởng những quyền lợi khác. Những nhóm bên ngoài với quyền lợi riêng tư đã xác định giá trị khoa học trong quá khứ. Giá trị đã dẫn đến sự phá hoại thiên nhiên trong công cuộc tìm kiếm của cải vật chất. Việc này đã đem khoa học trở thành được gọi là kẻ phục vụ cho kỹ nghệ. Kẻ phục vụ cho kỹ nghệ không phải là người phục vụ cho nhân loại. Trong những ngày này, một số người nói kỹ nghệ đang phá hoại nhân loại. Một điểm cần được cứu xét. Nếu khoa học không tạo được giá trị cho chính mình, thì người khác sẽ tạo được. Con người là những chúng sanh có ý định. Đó là một phẩm tính duy nhất của con người. Có nghĩa là việc tìm kiếm kiến thức không thể nào có được mà không có giá trị. Vì con người là loại chúng sinh cao nhất, có khả năng đạt đến sự hiểu biết, sự thật và điều thiện tối thượng. Con người nên nhận thức tiềm lực này. Bao lâu mà con người không minh định được vị trí của mình liên quan đến giá trị, chưa hiện hữu trong phạm vi thế giới giá trị, thì khoa học sẽ có đường hướng xác định bởi những quyền lợi khác. Kết quả, khoa học gia cảm thấy bị bịp bợm và dao động trong công cuộc nghiên cứu. Bao lâu mà kỹ nghệ là minh tinh chính của xã hội, kỹ nghệ có thể ảnh hưởng rất mạnh đến khoa học. Do các tầng lớp của chính phủ ảnh hưởng đến đường lối chính quyền và do thể chế tài chính với trợ cấp cho khoa học. Chẳng hạn, nếu một khoa học viện đề trình một dự án nghiên cứu trong một lĩnh vực đặc biệt, nhưng việc nghiên cứu này không đem lợi ích gì cho kỹ nghệ, bộ kỹ nghệ có quyền hành không ủng hộ và áp lực chính phủ phải hành động khác đi. Khi việc này xảy ra, các khoa học gia có thể nản trí và bỏ cuộc như Sir Isaac Newton. Newton bị ảnh hưởng rất mạnh bởi những giá trị trong công cuộc nghiên cứu của ông. Newton khám phá ra định luật trọng lực khi ông mới có 24 tuổi. Tuy nhiên, những ý kiến của ông đã bị chống đối lúc bấy giờ. Những trường khoa học cũ chế giễu ông, làm ông đau buồn. Ông đã không hợp tác với ai cả. Ngay khi ông bắt đầu việc nghiên cứu, người ta đã công kích ông. Ông buồn giận và bỏ việc nghiên cứu. Ông đã hoàn toàn xa lánh khoa học và không đi đâu cả trong 20 năm. Bây giờ, Edmund Halley, khoa học gia, đã tiên đoán chu kỳ của sao chổi và người ta đã lấy tên ông để đặt cho sao chổi. Nhìn thấy giá trị công trình nghiên cứu của Newton,
bèn tìm đến an ủi và khuyến khích Newton. Cảm động, Newton trở lại làm việc và bắt đầu viết tác phẩm trọng yếu Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Nhưng rồi, khi ông mới chỉ hoàn tất 2/3 tác phẩm, trong thời gian 20 năm mà Newton từ chối không cho in khám phá của mình, thì một khoa học gia khác hiểu được định luật trọng lực và phép tính, tuyên bố ông mới là người khám phá ra tất cả trước Newton. Khi Newton nghe thấy như vậy, ông lại giận hờn. Ông không chịu tiếp tục viết nốt tác phẩm mà ông đã viết được 2/3. Một lần nữa, lại phải đến gặp ông, năn nỉ ông tiếp tục, ông mới hoàn tất tác phẩm. Thí dụ điển hình trên đây cho thấy giá trị đã lấn át một khoa học gia với hậu quả cho cả khoa học thế giới. Nếu Newton là một thiên tài, đã có một con tim mạnh mẽ, không nhượng bộ trước những đau buồn và phẫn nộ, ông có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho thế giới khoa học, nhiều hơn những gì ông đã đóng góp. Tâm trạng của ông đã khiến ông quăng bỏ khoa học thời gian trên 20 năm. Khi lĩnh vực kỹ nghệ và tài chính có nhiều thế lực mạnh mẽ, khoa học phải đủ mạnh với giá trị của chính mình để ngăn chặn các giá trị bên ngoài lấn át. Trong thời đại mưu sinh bị tàn phá, một số sự thật khám phá ra bởi khoa học không gây chú ý cho một số lĩnh vực kỹ nghệ và tài chính. Chúng ta nghe thấy những lời tuyên bố của một số nhóm các nhà nghiên cứu của Hoa Kỳ là sự kinh hoàng về nhà kính vô căn cứ. Thế giới không nóng lên do kết quả của công cuộc nghiên cứu của họ đã chứng minh được. Rồi ít lâu sau, một nhóm nghiên cứu khác nói với chúng ta là nhóm thứ nhất bị ảnh hưởng bởi tài chính của một số lĩnh vực kỹ nghệ trong việc đánh giá các kết quả của họ. Tình trạng hết sức là phức tạp. Lợi thế cá nhân bắt đầu đóng một vai trò trong việc nghiên cứu khoa học và lệ thuộc nhiều hơn nữa vào ảnh hưởng của giá trị. Cả đến kiến thức và nghiên cứu thực thi ngày nay về tình trạng môi sinh là mối quan tâm của giá trị. Đó là chuyên để thực hiện nhu cầu đặc biệt, nhưng trong trường hợp này, chúng rõ ràng xác thực hay các giá trị xây dựng. Và đến cuối cùng, đạo đức dạy các khoa học gia phải có một hoài bão trong sạch về kiến thức. Đó là sức mạnh hùng mạnh nhất mà khoa học có thể có được. Ngày nay, chúng ta bao quanh bởi một thế giới dồi dào giá trị hầu hết là tiêu cực. Trong quá khứ, khoa học và kỹ nghệ cùng nhau làm việc giống như vợ với chồng. Có rất nhiều tiến bộ vĩ đại, kỹ nghệ thúc đẩy khoa học tiến và khoa học giúp kỹ nghệ phát triển. Nhưng trong thời đại này, vì một số quyền lợi của kỹ nghệ đã trở thành một khó khăn trong môi sinh thiên nhiên, và vì khoa học bị chất vấn về điều này, câu trả lời của một số câu hỏi đang làm cho kỹ nghệ bối rối. Rất cần thiết cho khoa học và kỹ nghệ phải dự phần hay ít nhất cũng chứng nghiệm sự căng thẳng trong mối tương quan với nhau. Khoa học có thể bị bắt buộc phải có bạn mới. Người bạn này sẽ giúp đỡ và khuyến khích khoa học tìm kiếm kiến thức hữu ích cho giống người. Khi khoa học tiến tới ranh giới của tâm, câu hỏi phát xuất, liệu khoa học có công nhận giác quan thứ 6 và những dự kiện đã chứng nghiệm tại đây? Hay các khoa học gia tiếp tục cố gắng kiểm chứng tính khí và tư tưởng bằng cách nhìn vào các hóa chất tiết ra từ bộ não, hay đo đạc luồng sóng trong óc bằng một máy, và theo cách ấy là chỉ nhìn vào cái bóng của sự thật mà thôi? Điều này giống như nghiên cứu một viên đá từ tiếng rơi tõm xuống nước hay từ gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Họ có thể đo các làn sóng tương ứng với các viên đá mọi cỡ khác nhau. Nếu có một tiếng động, có nghĩa là viên đá phải cùng một cỡ. Họ sẽ có thể đưa vào một phương trình toán học tiên đoán cỡ viên đá tương ứng với tiếng rơi tõm vào nước, hay ước tính khối đá rơi xuống nước bằng cách đo các gợn sóng gây ra. Có phải phương pháp nghiên cứu của khoa học về thiên nhiên đã như vậy không? Sự kiện là họ thực ra chẳng bao giờ cầm đến một viên đá. Nếu đó là trường hợp,
Khoa học có thể có một cái nhìn và một số đường lối quan sát và thí nghiệm dùng bởi một số truyền thống khác. Như Phật giáo, duy trì quan sát và thí nghiệm thực hành từ kinh nghiệm trực tiếp trong tâm trí, một đường lối có giá trị về sự tôn trọng định luật thiên nhiên. Không cần thiết cho khoa học phải cố tránh những giá trị. Đó là vấn đề cố gắng làm sáng tỏ các giá trị mà khoa học đã có. Thầy viết đến đây tạm chấm dứt. Chúng con cung thỉnh thỉnh tỏa giác đẳng từ bi trở lại. Nam mô Bố Thầy á. Dạ, Nam mô Bố Thầy. Dạ, con không thấy thực sự thời gian đẳng. Chắc có lẽ là thiền tòa bận chút xíu giờ rồi. Xin quý vị ở quan hệ chờ đợi trong giây lát. Nam mô Thầy. Dạ. Chúc chư công đức của thưa quý vị. Chúng ta sống mỗi ngày ở trong thời đại ngày hôm nay, dù muốn dù không thì chúng ta đều phải tiếp xúc sử dụng những khoa học kỹ thuật cho hầu hết các lĩnh vực của đời sống, từ chiếc xe mà mình chạy đến cái máy vi sóng mình thăm đúng thực phẩm mỗi ngày, và ngay cả trường học Phật pháp rồi, chúng ta vào Phật pháp ở đây thì chúng ta cũng sử dụng rất là nhiều những cung ứng từ khoa học kỹ thuật. Thế vậy, thưa quý vị, là một người Phật tử, chúng ta hiểu rất rõ sự việc là ngoài những gì thuộc về mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc, còn có một phần khác mà không liên quan đến vật chất, đó là đời sống nội tâm của chúng ta.
Về lĩnh vực này thì khoa học cũng chỉ đề cập một cái rất là ít, cũng cùng một con người, cùng một chủng loại, thậm chí lớn lên cùng một gia đình lại, nhưng mà tâm tính hai người khác nhau, có khi rất và có nó có một cái gì đó mà ngay cả những cái hiểu biết về DNA cũng không giải thích hết. Khi đời sống của chúng ta, thưa quý vị, có lúc chúng ta tha thiết, có khi chúng ta buồn nản, có khi cảm thấy rất là hạnh phúc với một việc rất là nhỏ, nhưng có nhiều khi có những cái rất lớn nó cũng không làm chúng ta vui lòng. Rõ ràng là thế giới nội tâm có một cái tính cách riêng, có bản chất riêng, mà điều đó cần được chúng ta hiểu. Thưa quý vị, cho đến giờ này, trải qua đại dịch Corona, những con số mà chúng ta đã biết về lây nhiễm, tuy rằng những con số rất lớn, ví dụ tại Hoa Kỳ đã sắp bước tới con số 900.000, và chỉ trong vài hôm nữa thôi là chúng ta sẽ có con số 1 triệu người đã được chứng nghiệm là có dương tính của Corona. Chúng ta chỉ nói thuần về mặt y tế, nhưng mà khi mà đề cập đến xã hội, đề cập đến những lĩnh vực khác, thì thưa quý vị, càng ngày chúng ta thấy rằng chuyện đó không có đơn giản. Cũng thời tự cách ly trong 4 bức tường, nhưng mà có những người rất an lạc và có những người không an lạc. Tất cả đều là thái độ của nội tâm. Và hơn ai hết, Đức Phật ngày dạy chúng ta phải làm thế nào ý thức được những hoạt động của tâm thức chúng ta ra sao. Ngày hôm qua thì chúng ta có đề cập đến phương pháp niệm hơi thở. Thưa quý vị, cũng thời ngồi xuống niệm hơi thở, có những người có thể lẳng lặng nhìn vào hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ngắn, hơi thở dài. Nhưng mà có những người ngồi xuống im lặng, bây giờ không có TV, không có điện thoại, không nói chuyện, tự nhiên cảm thấy rằng mình phải bật lộn với chính mình. Thay vì 1 giờ ngồi thiền là 1 giờ của sự tĩnh lặng, bây giờ 1 giờ ngồi thiền là 1 giờ của dao động. Điều này, thưa quý vị, làm chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ, lớn lên ở miền Tây nước Việt, là quê hương của sông Ngòi. Từ hồi còn nhỏ lắm, theo thân phụ ra ngoài những con kinh, những cái mương ao để tắm, chúng tôi thường dạy để bơi lội. Khi mà những ai mà đã bơi lội, dù là bơi lội trong hồ tắm hay là bơi lội ngoài biển hoặc là ở dưới ao hồ, thì đều hiểu rằng về trọng lượng thì rất giống nhau. Một người cũng chiều cao đó, cũng sức nặng đó, quăng xuống có người thì chìm xuống uống nước chết đuối. Có những người lại quen thuộc với thủy tánh, cảm thấy rất thoải mái bơi lội ở trên dòng nước một cách sảng khoái. Và dĩ nhiên là chúng ta chỉ nói đến là một người biết bơi và một người không biết bơi, biết lội và người không biết lội. Ví dụ như chúng ta nghe ông bà
nói một câu là có phước sanh con biết lỗi, có tội sanh con biết kẹo. Nhưng mà thứ gì, ai đã bơi lội rồi thì biết rằng một khi mình đã biết bơi thì xuống nước rất là thích thú, rất là thoải mái với dòng nước. Mình có thể lội ngửa, có thể bơi bướm và có thể sống ở trong dòng nước. Đôi khi mình không cần phải cò quậy nhiều nó vẫn nổi. Nhưng một người đã không biết bơi rồi xuống thì cũng chừng đó trọng lượng, nhưng mà sợ hãi bùng vẫy, càng bùng vẫy thì nó càng chìm xuống, uống nước và sẽ chết đuối. Dĩ nhiên là với một người biết bơi đó, quen thuộc với thủy tánh rất là thành thạo trong sự bơi lội đó, thì cái bản năng tự nhiên là họ biết bế khí, tức là họ biết nín thở như thế nào và thở như thế nào để nổi, và tay chân nương như thế nào để mà nổi. Người không biết bơi thì bùng vẫy chống cự, hoảng hốt sợ hãi. Sự quen thuộc đó đó nó nằm ở trong một yếu tố là tâm lý. Khi yếu tố tâm lý đó đó mà nó trở thành một cái gì mà chúng ta chống đối thì thứ gì chúng ta mệt mỏi. Với một hành giả tu tập hơi thở của mình cũng thấy ngồi bán già hay là kiết già, cũng căn phòng đó, cũng thời gian đó, như một người mà quen thuộc với chánh niệm, quen thuộc với hơi thở, cảm thấy đó là những giây phút rất là thư giãn, không phải lo âu, không phải vật vã, không phải chống đối với chính mình. Mình chỉ lặng lặng nhìn hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ngắn, hơi thở dài. Nhưng mà với một người mà đã nuôi cái ý tưởng mà chống đối lại thì thưa quý vị, rất là mệt mỏi. Bắt đầu người ta ngồi, mình cũng ngồi, nhưng mà ngồi 5-10 phút thì tự hỏi rằng bao lâu nữa hết giờ. Và cảm thấy thời gian ngồi thiền nó trôi qua rất chậm, chậm đến độ như thường. Thì thưa quý vị, thì khác biệt, không khác biệt là nằm ở một yếu tố, đó là thái độ của chúng ta. Khi mà nói thái độ đó là chúng ta nói về một điều thuần về mặt tinh thần, về mặt nội tâm. Có một lần trước tôi ngồi nghe ngài Pandita, một vị thiền sư người Miến Điện, ngài hướng dẫn thiền định. Ngài đề cập đến một điều mà lúc đó chúng tôi cảm thấy rất là hoan hỷ, mà ngày hôm đó thì cũng có nhiều người rất là hoan hỷ. Ngài nói rằng đối với một người không quen với thế giới của thực tập thiền định đó, thì một cái hay là một giờ hành thiền mà không có định tâm hay là không tập trung thì đó là một giờ rất là ngán ngẩm, rất là đáng ghét, và đó là một điều mà người ta chống lại. Nhưng mà với một người mà với một cái tư tưởng tích cực thì một giờ ngồi thiền lắng dịu thì cũng là giờ ngồi thiền, mà không lắng dịu cũng là giờ ngồi thiền, có chánh niệm cũng giờ ngồi thiền, phóng tâm thì cũng là giờ ngồi thiền. Và người này chấp nhận là cái chuyện nó phải đương nhiên như vậy, nó nhẹ nhàng đương nhiên như vậy. Và một khi mà chúng ta sẽ chấp nhận bằng một thái độ rất là cởi mở, dần dà chúng ta vượt qua điều đó. Cái đây thưa quý vị, 40 năm khi chúng tôi mới sang Hoa Kỳ thì lúc bây giờ kỹ thuật về điện toán còn rất là phôi thai, và ai học trong đại học được thì thường bắt học hai cái ngôn ngữ của lập trình, đó là basic
và khô bột. Gần đây quý vị cũng nghe có rất là nhiều tiểu bang họ đi tìm kiếm những người họ biết về ngôn ngữ khô bột để chạy những cái computer để người ta khai tiền thất nghiệp. Bởi vì có nhiều tiểu bang máy móc rất là cũ, hồi xưa họ mua rất là tối tân nhưng mà sau này đã cũ rồi. Nhưng vấn đề là càng ngày càng ít người biết về cái ngôn ngữ gọi là khô bột. Thì thưa quý vị, chúng tôi có một vị thầy dạy toán đại số, ông tên là ông Mark, ông là một giáo sư dạy toán. Nhưng mà có một lần chúng tôi học ở trong lớp mình computer thì ông lại xuống là ông là một người ghi danh học ở trong đó. Và khi mà có một vài người trẻ hướng dẫn để dạy thì ông phải nói rằng học về lý thuyết toán thì ông là thầy dạy mà. Nhưng bởi vì học về điện toán lúc đó thì ông cảm thấy đặc biệt rất là vất vả. Dạ, rất là vất vả. Nhưng mà ông cười, ông nói rằng thì mình mới thì vất vả như vậy. Vì dần dần nó cũng quen thôi. Cái gì nó cũng quen. Và ông còn nói một điều là những ngày vất vả đó là ngày phải có, phải qua. Cũng như mình mới biết bơi, biết lội đó. Thì cái chuyện mà uống nước, uống nước vào trong bụng hay là bị chìm vân vân là chuyện tự nhiên. Nhưng mình phải chấp nhận những cái ngày như vậy đó thì mình mới có những cái ngày mà mình bơi lội cách thoải mái. Ai mà đã từng hành thiền và tham dự khóa thiền đều biết rằng nếu chúng ta mới vào tham dự khóa thiền một hai ngày đầu thì luôn luôn chúng ta khó tập trung. Nhưng mà nếu mình có người là người hiểu biết thì chấp nhận rằng nó phải tự nhiên như vậy. Nó tự nhiên như vậy, không phải là vấn đề để chúng ta phiền hà, để chúng ta than phiền, để chúng ta sợ hãi. Và một khi mà chúng ta đã quen với nó rồi thì dần dà chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái. Thoải mái với hơi thở, thoải mái với chính mình. Chúng tôi nhớ có lần ngồi nghe ở trên Lim, bây giờ là chư cả của chùa Đổng Pháp Vân, mà ngày xưa ngày anh Thanh Cha là người lập ra ngôi chùa đó. Ngài Sinh Liêm ngài có nói một điều rằng hồi mà ngài mới tu thiền đó thì ngài coi những cái giờ tu thiền đó là cái gì rất là phiền toái. Tại vì ngài là người giỏi làm việc tay chân, ngài chỉ muốn sinh ra bên ngoài để đi kiếm củi, đi gánh nước. Thậm chí ngài làm những việc nặng để cho chư tăng hành thiền, còn ngài đi làm việc ở bên ngoài. Nhưng mà ngài chăn cha thì ngài không cho. Ngài nói rằng cái chuyện gánh nước, cái chuyện đi kiếm củi về để mà nấu nước, để nhuộm y vân vân là tất cả mọi người cùng làm. Và tu thiền cũng là mọi người cùng tu. Thì ngài chăn Liêm á, ngài cảm thấy rằng rất là khó chịu. Và ngài nói đem cái trạng thái khó chịu đối với ngài cha. Ngài cha ngài nói rằng có một lúc tự mình phải dạy chính mình rằng hiện tại bây giờ trên đời này không có việc nào mà đáng làm hơn là theo dõi hơi thở, quan hơi thở, tập trung vào hơi thở. Và ở trên thế gian này không có chỗ nào mà hạnh phúc hơn là được ngồi ở trên một cái tòa cụ để mình niệm hơi thở. Những lời dạy đó của ngài Sanh Cha là một khuyến khích mà dần dần ngài Chanh Liêm đã tự thuyết phục với chính mình, để rồi sau này trở thành một bậc thầy, trở thành một người hướng dẫn tu tập ở Quán Đổng Pháp Vân, bây giờ là sư cả của chùa Quán Đổng Pháp Vân. Thì thưa quý vị, sự việc này một lần nữa cho chúng ta thấy là thế giới của nội tâm đó nó cũng giống như là quý Phật tử mới mua một cái máy về, dù là máy rửa chén hay là dù là cái máy vi sóng, máy microwave để hâm đồ ăn hay là một máy lọc nước. Thời gian đầu chúng ta có một chút lúng túng, một lúc
một chút cảm thấy khó khăn. Và cái khó khăn đó nên được hiểu là một cần đến một thái độ. Mà thái độ đó là nhẹ nhàng, nói cho người mình là take it easy, là không có chuyện gì phải làm lớn chuyện về chuyện đó hết. Nó phóng tâm cũng kệ, nó khó chịu cũng kệ, nó đau nhức cũng kệ, và cứ lắng nhìn vào hơi thở. Ban đầu thì chúng ta ý thức là hơi thở vô, hơi thở ra. Đến một lúc nào đó chúng ta rất bén nhạy, vừa nhìn vào hơi thở thì đã biết đó là hơi thở vô hay là hơi thở ra. Cái này không ai dạy chúng ta hết, mà chúng ta ý thức rất nhanh. Và rồi khi đó quen dần thì chúng ta thấy rằng hơi thở chúng ta thật sự nó không có đều. Có khi thở vô ngắn mà thở ra dài, có khi thở vô dài thở ra ngắn. Cái này là cái phân biệt gọi là hơi thở dài ngắn. Và rồi cái sự phân biệt hơi thở dài ngắn nó cho chúng ta khám phá ra là hơi thở không phải chỉ có ra vào không, mà lại còn có dài ngắn nữa. Quý vị có gì cho chúng tôi một chút xíu? Có rất là nhiều người thì lúc mới niệm hơi thở đó, thì họ hay bày ra rất nhiều kỹ thuật, nào là để tâm ở bụng theo dõi phòng xẹp, hay là nào để tâm ở sống mũi, hoặc giả là làm sao để thở tự nhiên, vân vân. Khi người ta bày ra nhiều thứ là làm cho tâm tôi bận rộn, nên bắt đầu bằng sự đơn giản. Ở trong sự đơn giản đó, nó tương tự như là khi mình mới viết lội đó, mình chỉ tập trung một điều là làm sao khi mà mình ngẩng đầu ra khỏi mặt nước, mình có thể hít vào buồng phổi mình đủ cái dưỡng khí để khi mình úp mặt xuống, khi mình lặn mà mình lội đó, mình có dưỡng khí. Đơn giản là tập trung là mình phải có đầy đủ dưỡng khí. Và cái khả năng đem cái dưỡng khí vào buồng phổi lúc mà ngẩng đầu lên có thể được, và cái khả năng bế khí tức là giữ lại, không cho cái dưỡng khí ra bên ngoài khi mà mình lặn xuống, nó là cái bốn chốt của người tập lội. Và cái đó sau ngày nó trở thành một thức quán tính, nó trở thành một cái gì đó mà chúng ta làm rất là tự nhiên. Chúng ta vẫn làm, vẫn bế khí, nhưng mà chúng ta không có cảm thấy là lúng túng. Nhưng mà phải nắm được cái mấu chốt, chứ đừng trước rồi nghĩ lung tung, rồi nghĩ vật lộn, rồi nghĩ mình đánh trả lại thì cũng vậy. Cái tâm của chúng ta rất lạ, khi mà mình mới vào ngồi thiền mình có cái thái độ là hay, chúng ta có thái độ là hay muốn làm chủ hơi thở, bắt nó phải thở dài, bắt thở ngắn, bắt phải thở tự nhiên, thở kiểu này, thở kiểu kia. Kỳ thật thì cái người tu tiến niệm xứ chỉ là người quan sát hơi thở, chứ không phải là người điều khiển hơi thở. Và khi quan sát hơi thở đó, thì chúng ta quan sát từ một cái nhịp điệu đơn giản nhất, thở vô, thở ra, hoặc ngắn hoặc dài. Nhưng mà làm sao cho tinh luyện, làm sao cho quen, và làm sao cho có cảm giác rằng ở bất cứ trường hợp nào thì chánh niệm hơi thở nó là cái gì đó thắp sáng được chánh niệm của mình. Lấy ví dụ là khi mà chúng ta đang đi máy bay mà nghe nó máy bay nó sắp rớt, chúng ta có 10 giây mà ngồi đó nghĩ đến chuyện nhà, chuyện cười, chuyện người thân, chuyện này chuyện kia, tâm của chúng ta tán loạn, nghĩ không biết mình chết, mình sống không biết sắp tới ra sao, tâm mình tán loạn. Buổi sáng thức dậy nghĩ đến chuyện kinh tế, nghĩ đến đại dịch, tâm của chúng ta tán loạn. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng mình đang thở vô hay đang thở ra thì tâm của chúng ta sẽ tỉnh táo. Nó rõ ràng tại vì thở vô thở ra là cái gì đó mà mình có thể biết và biết rất rõ, biết không lẫn lộn. Và cái biết rõ, biết không lẫn lộn, biết tỉnh táo nó là cái gì rất cần, cần lắm cho cuộc sống này. Rất cần. Thở vô hay thở ra, càng quen với hơi thở vô hay thở ra ngắn và dài thì một lúc chúng ta sẽ cảm thấy
nó tinh tế hơn và cảm thấy thư giãn hơn. Hãy cho chúng ta thời gian, đừng đòi hỏi nhiều quá, và phải chấp nhận. Ví dụ mình phóng tâm, mình biết là phóng tâm, tâm không có định biết là tâm không định, cái tâm bực bội biết tâm bực bội, nhưng mà đừng chống cự với nó, chỉ là biết thôi, mình đang ở trong trạng thái đó, biết trạng thái đó. Thì thưa quý vị, về điểm này đó, khoa học không có bài cho chúng ta. Khoa học có thể chế được những cái máy tính bảng như iPad rất tốt. Khoa học có thể cho chúng ta một chiếc xe hơi chạy rất là mời. Khoa học có thể cho chúng ta những cái tiện nghi như là khoa pháp, thì học Phật pháp vài ba chục người ở từ nhiều nơi khác nhau. Đó là những cái cống hiến rất là ưu việt của khoa học. Nhưng mà đừng trông cậy rằng khoa học có thể làm tất cả, nhất là về lĩnh vực bực nội tâm. Khi mình đề cập đến lĩnh vực nội tâm đó, thì chúng ta phải có một cái khéo là chúng ta không phủ nhận, không bỏ khoa học, nhưng mà chúng ta phải có căn bản nội tâm. Nếu nội tâm của chúng ta mà được vững chãi, nội tâm của chúng ta được tốt, thì thưa quý vị, chúng ta có thể sử dụng tốt những phương tiện mà khoa học kỹ thuật cho mình. Nhưng một khi mà tâm của chúng ta vừa quản, tâm của chúng ta bị tán loạn, thì dù là chúng ta lái một chiếc xe tốt nhất đi nữa, thì nó cũng dễ dàng gây nguy hiểm. Hồi xưa khi mà Ngài Hòa Thượng ở chùa, Ngài còn sống á, thì thưa quý vị, có nhiều khi đi đường xa và thường là Ngài ngồi phía trước, một bên là tài xế, một bên là Ngài ngồi. Nhưng mà ai ở lâu với Hòa Thượng thì biết rằng Ngài thường chăm sóc cho tài xế, bởi vì Ngài nói rằng người tài xế lái đường xa đó, họ càng tập trung thì những người trên xe càng được an toàn. Và do vậy Ngài Hòa Thượng đôi khi Ngài ngồi kế bên, nhưng Ngài hay nói chuyện, Ngài lấy nước cho uống, lấy trái cây cho ăn, thậm chí lâu lâu Ngài đợi giường để cho người lái xe không có buồn ngủ. Chúng tôi cảm thấy rằng đó là một nghệ thuật sống, bởi vì trong lúc mọi người đang đi thì cái tâm trạng của người lái xe rất là quan trọng. Người lái xe buồn ngủ cũng là nguy hiểm, người lái xe bực bội cũng là nguy hiểm, người lái xe nóng nảy cũng là nguy hiểm. Và lúc đó thì chúng ta mới thấy rằng cái tâm của tài xế nó ảnh hưởng như thế nào, nó quan trọng như thế nào. Khi mà chúng ta không thấy quan trọng thì mình leo lên mình ngủ thôi. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay đó, chúng tôi có nhiều lần nói chuyện với một vài gia đình Phật tử. Mà những gia đình này có con đi làm việc ở tại các bệnh viện, ở trong vai trò bác sĩ, y tá. Thì chúng tôi cũng có nghe thấy một điểm là trong lúc bệnh dịch lây lan thì những nhân viên y tế, những người làm việc trong y khoa, trong bệnh viện là người làm việc trong môi trường rất dễ lây nhiễm, và nó tạo nên áp lực rất là lớn cho những người ở trong gia đình. Không đi làm không được, mà đi làm cũng không được. Cuộc sống đôi khi nó khó như vậy. Và những người bác sĩ y tá đó, họ giống như là những người lính mà ra trận ở ngoài tiền tuyến. Họ có thể bị lây nhiễm, họ có thể bị tử vong ở trong rất là nhiều cái trường hợp khác nhau. Nhưng mà rồi mọi người phải tập để mà sống với đại dịch, tập mà thích nghi lại với nhau. Có những trường hợp thì khó chứ không phải dễ. Ví dụ như bà mẹ làm y tá, bà về rồi phải cách ly với chồng với con, không chăm sóc được con mình. Hay là chúng tôi có một vài gia đình
cha mẹ ở trong viện dưỡng lão. Bây giờ đem cha mẹ về thì con cái không có đủ phương tiện để chăm sóc. Nhưng mà ở trong trại dưỡng lão thì thưa quý vị, tuần lễ vừa qua họ cho biết hơn 7.000 người lớn tuổi ở tại các cái trại dưỡng lão bị chết vì COVID-19. Nó riêng ở tại Hoa Kỳ thôi. Cha mẹ mình ở trại dưỡng lão mà thật ra chỗ đó là chỗ chết mà mình lại không có khả năng đem về, thật là sự cảnh tượng đau lòng. Thì thứ gì, tất cả đòi hỏi chúng ta phải nhìn vấn đề như thế nào, mỗi người phải thích nghi như thế nào, và cái tâm của chúng ta phải được ở trong tình trạng nào. Chính vì vậy chúng ta có chương trình tu học ở tại đây. Ở trong chương trình tu học này á, quyển sách Phật giáo và khoa học của người bạn Đức Tô được giới thiệu như là một ở trong những tài liệu để từ đó chúng ta tham khảo cho các pháp thoại. Ngài Bà Dũ Tô đã nhắc rất rõ là chúng ta không nên tuyệt đối nghĩ rằng khoa học sẽ cung ứng tất cả. Và bài học này cho thấy một điểm là về vật chất khoa học có thể cho chúng ta rất nhiều, nhưng mà riêng về mặt nội tâm thì chúng ta phải có một cái nhận thức khác. Và về lĩnh vực này thì Phật pháp soi sáng chúng ta rất là nhiều điều. Thứ vì một hiện tượng mà các báo chí đã bắt đầu đề cập ở tại Hoa Kỳ liên quan đến đại dịch Corona là sự lây nhiễm tử vong ở giữa những người da màu, nói một cách khác là những người Hoa Kỳ gốc Phi Châu, hay là chúng ta thường biết là người da đen, ở một cái tỷ lệ rất là cao. Vì lý do đơn giản đó là người da đen đó thường sống ở trong những căn nhà mà có nhiều người hơn là so với tỷ lệ người da trắng thường đã cho. Chẳng những vậy mà người da đen đó đôi khi có cái mặc cảm, họ không thích đeo khẩu trang. Người da đen đeo khẩu trang đó đôi khi tạo hình ảnh như là những người ăn cướp. Và người da đen họ thường có một cách giao thiệp, tương tác trong xã hội một cách rất là mật thiết, gần gũi, nào là bắt tay, ngồi gần với nhau để nói chuyện vân vân. Thì thưa quý vị, tự nhiên là người da đen ở tại Hoa Kỳ đang đối diện với một cái tỷ lệ bị lây nhiễm và tử vong rất cao so với những sắc dân khác. Và hiện tại thì có một cái manh nha về sự bất mãn của những người da màu ở tại Mỹ là chính phủ chỉ lo tài trợ cho những người có lợi đức ở trong giới trung lưu, mà người da màu là bị thiệt hại nhiều nhất mà lại được hưởng sự trợ cấp ít ỏi nhất. Và họ nghĩ đến trường hợp là họ bị bỏ rơi bởi chính phủ, bị kỳ thị bởi những viên chức chính phủ. Thì đó là cái mong muốn của đại họa. Vài năm trước đây, thưa quý vị, khi những người da đen á, mà họ nghĩ rằng cảnh sát của Mỹ có sự kỳ thị, thường bắn chết họ đó, thì đã có một số người da đen, họ bắn người cảnh sát. Và từ Louisiana qua Texas, qua Maryland, nhiều tiểu bang, thì cho thấy là có sự bạo động. Bởi vì khi mà chúng ta đề cập đến cái tâm thái hay là cái tâm trạng của những người, con người sống trong một xã hội khi mà đại dịch xảy ra, kể cả bản thân của chúng ta, thì chúng ta phải coi chừng. Hôm nay chúng tôi có nói chuyện với một Phật tử. Phật tử này có than phiền với chúng tôi một điều rằng họ có một cái nhóm thường xuyên liên lạc giữa những người tu tập
ở trong số đệ tử của Hòa Thượng Nhất Hạnh, mà họ hay gọi là siêu ông Làng Mai. Thì thứ gì, những người này đó, họ thường xem là họ có được một cái sự huấn luyện tốt về mặt tu học, có tất cả đồng bộ theo cái sự hướng dẫn của Làng Mai. Tuy nhiên, khi mà cách ly nhiều ngày và ở trong vốn đã bắt đầu nhận thấy những cái lời mà tách chát cũng như phát biểu dần dà nó nhường lại cho những câu nói nó mang tính phiền não. Tại vì mình cách ly lâu quá, đâm ra nó buồn phiền, đâm nó căng thẳng. Và từ chỗ căng thẳng này tìm cái nơi đó để mà mình tuôn ra, thì đó là trong diễn đàn. Và trong trường hợp này, chúng ta thường bị mất đi chánh niệm. Ở trong Trung Bộ Kinh có kể câu chuyện của tỳ nữ Kali. Đó là có một tiểu thơ Đài Cắt, được biết là một người có đầy đủ công dung ngôn hạnh, người gần ở xa đều ca ngợi vị nữ lưu này. Thì người nữ lưu này có một người hầu tên là Kali. Kali muốn thử chủ của mình, không biết có hiền thục như vậy không, có ôn dung như vậy không. Nên chi vị này đã cố tình để thức kệ, để phục vụ không có đúng mức. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì cô chủ tức là tiểu thơ nổi nóng, cầm cái ghè nước đánh lên đầu của tiền nữ Kali. Thì Đức Phật kể câu chuyện này để cho thấy rằng nếu chúng ta sống trong điều kiện tốt đẹp, còn điều kiện thoải mái, mà con người chúng ta rất văn minh, rất lịch sự, đâu ra đó thì khoan vội tâm. Mà khi nào chúng ta sống trong cảnh đối khổ, thiếu thốn, cách ly, và chúng ta giữ được tư cách của mình, thì bây giờ mới biết ai là người có thật sự là có cái lực của sự tu tập. Mà thậm chí Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo có đầy đủ những vật dụng là y phục, thực phẩm, am thất, thuốc men, mà vị đó nhu nhuyến, dễ dạy, tinh tấn, thì Như Lai chưa gọi vị đó là thật sự có căn bản thiện pháp. Cho đến khi nào mà vị sống ở trong sự thiếu thốn của những phương tiện như là y phục, chỗ ở, am thất, thuốc men, mà những vị này vẫn giữ tâm được bình ổn, giữ tâm được chánh niệm, thì Như Lai mới gọi là vị đó là vị có tu tập. Thì chúng ta có trăm muôn ngàn thứ ở trong cuộc sống mà nó thử thách nội tâm của mình. Và một khi mà chúng ta sống trong thời gian cách ly một tuần, hai tuần thì có vẻ vui, có vẻ lạ đi. Nhưng qua tuần thứ ba, thứ tư thì bắt đầu chúng ta phải đối diện với chính mình. Đúng ra thì cách ly ở trong ngôi nhà nó không có khổ sở như bị bắt bỏ tù. Dù sao đi nữa, người ta có thể lái xe ra bên ngoài mua đồ ăn được. Nhưng mà hàng quán đóng cửa, những sinh hoạt đi lại thì bị hạn chế. Đôi khi chúng ta giống như con cá sống trong nước quen, mà vớt ra khỏi mặt nước thì chúng ta vùng vẫy khó chịu. Thì tương tự như vậy, đối phó với những cái mà không quen thuộc, không thoải mái, chúng ta dễ nổi cáu và dễ nổi giận. Do vì đại dịch cũng là một dịp để chúng ta kiểm nghiệm, trải nghiệm tâm tư của mình. Mà khoa học cho dù có tiến bộ đến đâu, có cung ứng bất cứ máy móc nào, kể cả những người robot rất là hiện đại, kể cả những phương tiện di chuyển rất là tối tân, nhưng mà sự nhận thức, cảm nhận về đời sống nội tại cũng đều là một công việc tự chúng ta phải làm. Mà đừng bao giờ nghĩ rằng có ai làm việc đó thay cho chúng ta được. Thì thứ gì, ngày Bà Vũ Tô này cũng nhắc ở trong bài viết này là dù rằng có những tiến bộ rất là xa của khoa học kỹ thuật, nhưng mà đừng quên rằng
Khoa học phải có một mục đích cao quý, đó là phục vụ cho con người, chứ không nên hiểu rằng con người phục vụ cho khoa học kỹ thuật. Và nếu chúng ta không thấy rõ điều này, thì nhiều khi thú vị chúng ta biến loài người trở thành những công cụ phục vụ cho một cái nếp sống, cho một thứ khoa học kỹ thuật, mà mỗi chúng ta chỉ là một cái trục quay, một con ốc vít. Và lúc đó con người sống một cách rất là máy móc. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay tại đây, và mong rằng quý Phật tử có thời giờ tìm một nơi yên tĩnh, ngồi kiết già lưng thẳng và sống với hơi thở. Sống với hơi thở lâu rồi thì chúng ta cảm thấy rất là vững lòng, cảm thấy an lạc. Hơi thở thì bao giờ cũng có, và trong những giờ phút thập tử nhất sanh, giờ phút nguy hiểm, ngay cả giờ phút đối diện với cái chết, thì cái chánh niệm đối với hơi thở nó vẫn lợi lạc cho tất cả chúng ta. Xin kết thúc báo thoại hôm nay tại đây. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua phần tụng kinh. Không biết là Đại Đức Thầy Tri có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại Đức Thầy Tri đang có mặt ở trước máy, xin kính Đại Đức Thầy Tri tụng cho một bài kinh Đa Ta Xuất Pháp Phản Ngữ. Sau đó là thỉnh Sư Nguyên Thông, thỉnh Sư Cô Thị Duyên. Mà không biết có vị Phật tử nào phát tâm để đọc tiếng Việt hôm nay thì cũng hoàn thiện cho chúng tôi biết. Xin mời quý ngài và mời quý vị. Kính lễ Thượng Đại Giác Đẳng, Thượng Đại Minh Hạnh, Sư Nguyên Thông. Kính chào quý cô, tôi là thân chào quý Phật tử. Xin phép đọc lại bài kinh Datana Sutta. Banithanato patthana tathagata sadasabharamiyo dasabharamiyo dasabharamathabharamiyo bhañcamahabharicchageti so cariyapacikmapavegappa vakkanting chating apinikamanang patthanacariyang bodhibandhan ke maravichayang sabbaṃ yutaṃ ñāna patigve thang navaloko taratham me pi sabbe pi me buddha gune avacchitva vesaliyati subhakarantare sutaya maratiṃ bharitaṃ karanto ajasma ānanda thero uyakarun nacitaṃ upathabe tva koti satasahase Sucakawale sudekwataya sanam patikhanti yengca vesali yambure roga manosadupikha sampotanti vithang payankhip pamantarathabe sibaritantang hanamahe janitha putani samagata nipmani vaya nivantalikhe sape vaputa sumana pavantu atho visakka chasunantu pasitang tasmahi putani sametha sape metang karota manusiya parayadi vacharato chaharanti ye paling tasmahi ne rakkata ap Mata yang kinci witang ita wahurang wasa kesu wayang ratanang panitang Nano samang ati tathagate nairam bibuate ratanang panitang Ete na satye na suwati hotu khayang viragang amatang panitang Yadachaga sakya muni samahito nate na thamme Na samati kinci dambi thamme ratanang panitang Etena satyena suvati hotu yambutta setho parivanna yisuching Samadhi manantari kanyamahu samadhi nate Nasamuna vichati vithameratanang vanitang Etena satyena suvati hotu yepukkala athasatang vasatha chatarieta
Yoga Niham Tite Dakine Ya Sugata Sasa Waka Ete Sudina Nimaha Pala Nairam Bisanke Ratanang Vanitang Ete Nasache Nasuwati Hotu Yeso Payota Manasadan He Nanika Minu Otamasasanam Hite Pati Bata Matang Vigay Halata Mutha Niputing bun chamana idam bisanghe datanang banitang Ete na satye na suwati ho tu yating dakilo pataweng sito siya Chato pikwate piyasamba kambiyo tatho bamang sa purisang wadamiyo Ariya satya niyawe chabasati idam bisanghe datanang banitang ete na satye na suwati ho tu ye ariya satya niwipawa Vajanti banyi nasesita nikincha pite hantu pusapa mata Nate pavanga tamamadiyanti dambi sanghe ratanang banitang Ete nasatye nasuwati hotu sahawa sadasana sambada Yatayasu thamma chahita pavanti sakka yaditi vichikichitain Chasila patangwa bijadati kinchi chato habaye hichawe pamoto Chachapithana viapapho katum hiram visankhe ratanang banitang Ete nasatye nasuwati hotu kincha piso kammang karoti bapakang Kaye na wacha yudache tasawa papo sota sabati chada Yapa patadi sabada sawota Idam visanghe ratanang banitang Ete na satye na suwati hotu wanapagumbe Yathapu sita ke gimha namase patamasmin gimhe Tathubamang thamma warang ade sayini panagaming paramang hita jairam vibuathe Ratanang banitang ete nasatye nasuwati hotu waro warang yu warado waraharu Anuttaro thamma warang ade sayiram vibuathe Ratanang banitang ete nasatye nasuwati hotu khinang puranang nawang nati sampawang Viratya chitta yatike pavasming tekhi nabicha avirunhi chanda nipanti thira yathayambadipu Idam visankhe ratanang banitang ete na satye na suvati hotu yani thaputa Nisamagata nipumma niwaya niwantalikhe tathagatang devamano sapuchitang Bhutang namasama suvati hotu yani thaputa nisamagata nipumma niwaya niwantalikhe tathagatang devamano sapuchitang Thammang namasama suvati hotu yani thaputa nisamagata nipumma niwaya niwantalikhe tathagatang devamano sapuchitang sankhang namasama suvati hotu Con đã đọc xong bài kinh Ratana Sutta. Bây giờ trước cung thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con được Nguyên Thông, con xin tiếp tục đọc bài kinh Tam Bảo. Con cung kính đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp và đảnh lễ Chư Tăng và kính chào toàn thể chư vị Phật tử kính mến. Panitha nato patthachatha gata sadasa paramiyo dasa upapa ramiyo dasa paramattha parimoyo panchamaha parichage ti so chariya pakima pave kapva vakanti natin afini kamanang Pathana chariyang bodhipalan kai ma ravichayang sabban yutanya na pative thang navalo kutara thamme ti sabbe pime buddha gune ava chitwa vesa liyati supakarang tare sutiya maratin paritang karanto ayasma anang dateyo viraya kunya chitang upatapetwa kutisata sahase
Chu-cha-ka-va-le-su-de-va-ta-ya-sa-nang-pa-ti-gang-han-ti-yang-cha-ve-sa-li-yang-pu-re-ro-ga-manu-sa-du-pi-sam-pu-tang-ti-vi-tang-pha-yang-khi-pa-mang-ta-ra-tha-pe-si-pa-ri-tang-tang. Phà-na-ma-ne-ya-ni-da-phu-ta-ni-sam-ma-ga-ta-ni-pum-ma-ni-va-ya-ni-va-an-ta-li-khe-sa-pe-va-phu-ta-su-ma-na-pa-vang-tu-va-tho-bi-sa-ng-cat-cha-su-nang-tu-pa-si-ta-ng-ta-sma-hi-phu-ta-ni-sam-e-tha-sap-be-me-tang-ka-ro-tha-ma-nu-si-ya-pa-cha-ya-di-va-cha-ra-k-to-cha-ra-ng-ti-ye-ba-lin-ta-sma. Hi-ne-ra-ng-kha-ta-ap-ba-ma-ta-yang-ki-ng-chi-vi-tang-i-tha-va-hu-rang-va-sak-ge-su-va-yang-ra-ta-nang-pa-ni-tang-na-no-sa-mang-a-thi-ta-tha-ga-te-na-i-đam-bi-bu-a-thay-ra-ta-nang-pa-ni-tang-e-tay-na-sak-che-na-su-va-thi-ho-tu-kha-ng-vi-ra-gang-a-ma-tang-pa-ni-tang-ya-da-cha-ga-sak-ya-mu-ni-sa-ma-hi-to-na-tay. Na-tham-me-na-sa-ma-thi-ki-ng-chi-i-đam-bi-tham-me-ra-ta-nang-pa-ni-tang. E-tay-na-sak-che-na-su-va-thi-ho-tu-yang-bu-ta-se-to-pa-ri-va-na-yi-su-chin-sa-ma-di-ma-nam-ti-ra-kanh-ya-ma-hu-sa-ma-thi-na-tay-ni-sa-mo-na-vi-cha-ti-i-đam-bi-tham-me-ra-ta-nang-pa-ni-tang. Chak-ta-ni-e-ta-ni-gu-ya-ni-ho-ti-te-dak-ne-ya-su-ga-ta-sa-sa-va-ka-e-te-su-ni-na-ni-ma-ham-pa-la-ni-i-đam-bi-sang-khe-ra-ta-nang-pa-ni-tang-e-te-na-sak-che-na-su-va-thi-ho-tu-va-su-p-ba-yu-ta-ma-na-sa-da-hay-na-ni-ka-mi-no-go-ta-ma-sa-sa-nam-ni-te-pa-ti-pa-ta. Amma-tang-vi-ge-ya-la-da-miu-da-ni-pu-ti-n-phung-cha-ma-na-i-đam-bi-sang-khe-ra-ta-nang-pa-ni-tang-e-te-na-sak-che-na-su-va-thi-ho-tu-ya-thin-da-ki-lo-pa-thay-vin-si-to-si-ya-cha-tu-phi-va-te-phi-ya-kham-be-sam-pi-yo-ta-thu-pa-mang-su-pu-ri-sang-va-da-mi-yo-ari-cha-sak-cha-ni-a-vek-cha-pa-sa-ti-i-đam-bi-sang-khe. Ra-ta-nang-pa-ni-tang-e-te-na-sak-che-na-su-va-thi-ho-tu-ya-thin-da-ki-lo-pa-thay-vin-si-to-si-ya-cha-tu-phi-va-te-phi-ya-kham-be-sam-pi-yo-ta-thu-pa-mang-su-pu-ri-sang-va-da-mi-yo-ari-cha-sak-cha-ni-a-vek-cha-pa-sa-ti-i-đam-bi-sang-khe. Ra-ta-nang-pa-ni-tang-e-te-na-sak-che-na-su-va-thi-ho-tu-sa-ha-va-sa-da-sa-na-sam-ba-da-ya-ta-ya-su-tham-ma-cha-hi-ta-pha-vang-ti-sak-ka-ya-ni-ti-vi-ki-kin-chi-tang-cha-si-la-pa-tang-va-bi-ya-da-ti-kin-chi-cha-tu-ha-pa-ye-hi-cha-vi-pa-mu-to-cha-cha-phi-tha-na-ni-a-pa-bu-ka-tum-i-đam-bi-sang-khe-ra-ta-nang-pa-ni-tang-e-te-na-sak-che-na-su-va-thi-ho. Tu-kin-cha-bi-so-kam-mang-ka-ro-ti-pa-pa-kam-ka-ye-na-va-cha-yu-da-che-ta-sa-va-pa-bu-so-ta-sa-pa-ti-cha-da-ya-pha-ba-ta-di-k-ta-pa-da-sa-vu-ta-i-đam-bi-sang-khe-ra-ta-nang-pa-ni-tang. E-te-na-sak-che-na-su-va-thi-ho-tu-va-ro-va-ra-nyu-va-ra-do-va-ra-ha-ro-anu-ta-ro-tham-ma-va-ram-a-de-sa-ji-i-đam-bi-bu-a-thay-ra-ta-nang-pa-ni-tang. Ni-va-ya-ni-va-an-ta-li-khe-ta-tha-ga-tang-de-va-manu-sa-bu-chi-tang-bu-đang-na-ma-sa-ma-su-va-thi-ho-tu-ya-ni-tha-phu-ta.
ni samma gata ni phumma ni aya ni va an ta li khe ta tha ga tang de va manu sa bu chi tang dham mang nama sa ma su va thi ho tu ya ni tha phu ta ni samma gata ni phumma ni va aya ni va an ta li khe ta tha ga tang de va manu sa bu chi tang mang nama sa ma su va thi ho tu. Vì nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, con vừa đọc xong bài kinh Ratana Sutta. Và con xin được trao mai lại cho sư phụ, cho cô tu nữ Tự Duyên, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời cô Tự Duyên. Dạ, sa thú lành thay, và kính tri ân đại đức Nguyên Thông. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Và bây giờ con xin đọc bài kinh Ratana Sutta. Mani tha na to ba tha ya ta tha ga ta sa da sa ba ra mi yo da sa u ba ba ra mi yo da sa ba ra ma tha ba ra mi yo ba nh cha ma ha ba ri cha ge ti so cha ri ya ba chi ma pa we ga pa wa kan tình cha tình a phi ni kha ma nang Ba tha na cha ri yang bồ thi ban lan kê ma ra vi cha yang sa ba như tay nhàn na ti về thằng năm qua lộ cút ta ra thầm mê ti sa bê bi mê bồ tha gu nê a wa chi tòa về sa li ya ti su ba ca ram ta rê su ti ya ma ra tình ba rê tăng ca ron tô a ya ma Ananda thero uyaka ruon nhất chi tăng upa tha bê tòa cô tí sa ta sa hát sê su chắc ca hoa lê su đê quá ta Yá sa năng bát tí găng hàm tí dành cho quê sa lý dân vô rê rô gà mân nô sa đô phê ca sầm phô tàn tí vi thăng phá dân Khi ba mạng ta ra thà bê sĩ bà rê tăng tâm phần nà ma hê Yani tha phu ta ni sa ma ga ta ni tom ma ni wa ya ni wa an ta le khe sa phê wa phu ta su ma na pha wan tu a thô bi sang can cha su nam tu pha si tăng ta ma hi phu ta ni sa me tha sa phê me tăng ka ro tha ma lu si ya pa cha ya di wa cha ra to cha ha ra ti ye Ba linh tách ma hi nê ra tha tha a ba ma ta Yang kinh chi quy tăng y ta hoa hu răng hoa sang ghê su hoa Yang ra ta năng ba ni tăng na nô sa măng ngà Chi ta tha ga tê na y đam bi phu thê ra ta năng ba ni tăng E tê na sa chên na su hoa thi hô tu ca dằng quy ra gần á ma tăng ba ni tăng giác đa chắc gà sát chế mu ni sa ma hi tô na tê na tham mê na sa ma thi kinh chi y đàm vi tham mê ca ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va thi hô tu Yam bu tha sai thô ba ri wa na di su chinh sa ma thi ma nan ta ri ca nha ma hu sa ma thi na te na sa mô na we cha ti e đam vi tham mê ta ta nang ba ni tăng e te na sa che na su wa thi hô tu Ye bu ca la a tha sa tăng ba sa tha cha sa di e ta ni yu ga ni hon si te da si nay ya su a ta sa sa wa ca e te su ding na ni ma ha pa la ni i dam vi sang ke ra ta nang ba ni tăng e te na sa che na su wa thi hô tu ye sa ma yu ta Manasa dana he nanip ka mino vo tamasa san nam hi te pati pata amatang vi gai ha la tha mu tha ni pu tình Bồn cha ma na i tam vi sang khe ra ta năng ba ni tăng E te na sa chen na su vat thi ho tu
Ya thành đa khi lô bà tha quên si tô si ya chất tô phi hoa tê thi a sâm bách cầm bí dô ta thô bà măng sắp phú đi sẵn quát đà bí dô. Adiya sát chà ni a quét chà bà sá ti y đàm bí sẵn khê ra ta năng bà ni tăng. Ê tê na sá chê na su hoa ti hô tu. Ye Adiya sát chà ni vi phà quá dàn ti gầm phê na bà nhê na su đê si ta ni kinh chà bí tê hòn ti phú sá phá mát ta. Na tê phá hoàng á thá ma ma đi dàn đi y đàm bi sáng kê ra ta năng bá ni tăng ê tê na sa chê na thu vát chi hô tu. Sa hà hóa sát đa sa na sàng bất đà giá tê giá su thầm ma cho hít tà phá hoàng ti sát ca giá đê ti vi chi kê chi tành cho si lá phá tăng. Và bi gia đa thi kinh chi cho tổ hạ bà dễ hi cho huyết và mô tổ cho cha phí thà nà đi áp pháp bồ cà tùng. Y đầm bi sáng khê ra ta năng bà ni tăng ế tê na sa chê na su hoa thi hô tu kinh cha bi sô cầm măng. Ca rô ti bà bác căng ca dê na hoa cha yu đá chê ta sa hoa áp pháp bồ sô ta sa bà tê cha đà giá áp pháp bà ta đi tha bà đa sa vô ta. Y đàm bi sẵn khê ra ta năng ba ni tăng ế tê na sa chê na su hoa thi hô tu hoa na pa gùm bê. Ya tha phú si tát ghê ghim hà na ma sê pa tha ma xin ghim hê ta thù. Tham ma hoa răng a đê sa yi ni ba na gà minh ba ra măng hi ta. Ya y đàm bi phú thê ra ta năng ba ni tăng ế tê na sa chê na su hoa thi hô tu. Qua rô qua rành nhô qua ra đô qua ra hà rô an nua ta rô thầm mà qua răng ách đề sa dĩ đàm bi puốt thề. Đà ta năng ba ni tăng ế tê na sa chê na su hoạt thi hô tu. Khi năng bu ra năng na quăng na thi xâm phá quăng quý ra ta chít ta. Gia thi kê phá quá nhìn tê khi na vi cha a quý ruộng thi chan đà ni bàn đi thi ra. Gia tha dầm ba đi bồ y đàm bi sáng thề. Ra ta năng ba ni tăng ế tê na sa chê na su hoa thi hô tu gia. Ni a ni sa ma. Gia ta ni phẩm ma ni hoa gia ni hoa an ta li kê ta tha gia tăng đề. Qua ma nô sa bù chi tăng bù thăng nam ma sa. Ma su hoa thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sa ma. Gia ta ni phẩm ma ni hoa gia ni hoa an ta li kê ta tha gia tăng đề. Qua ma nô sa bù chi tăng tham măng nam ma sa. Ma su hoa thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sa ma. Gia ta ni ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tang de wa man nu sa bu chi tang sang khang nam ma sa ma su wa di ho tu. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con kính giác đẳng và chuyên đạo tràng. Dạ bây giờ con kính mời vị tiếp theo đọc tiếng Việt. Dạ con cũng không biết. Dạ con xin xuống mất ạ. Dạ sa thủ xin cảm ơn cô tu nữ tại duyên. Nam mô Bích Thai giá, con thành kính đánh lễ chư tôn đức như bình kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô tu nữ tại duyên. Thầy Ngọc xin con nguyện cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhà thấy cô xuống mít rồi không có vị nào đưa tay nên con xin phép được đưa tay để đọc bài kinh châu báo tiếng Việt ạ. Tôn giả A Nan Đa với tâm từ vô lượng trì tụng kinh châu báu suốt toàn cả đêm dài ba vòng thành quê xa ly niệm tất cả ân đức của đức đại lực là 13 la mật 10 thượng 3 la mật 10 thẳng 3 la mật 5 đại thị xã 3 hạnh nguyện độ sanh trọng kiếp chót giáng trần xuất gia tầm giải thoát khổ hạnh nghiêm đạo màu chiến thắng đại ma quân đại nhật thiệt chủng trí chứng chánh pháp siêu phàm chư thiên khắp các cõi 10 muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội
Kính châu báo quy lực tiêu trừ mọi tai ương, đói khát và dịch bệnh cùng phi nhân quay nhiễu. Trong thành vệ xa ly, thầy đều được tan biển, chung đệ tử nhất tâm, trì tùng kính châu báo. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ, thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại, bốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên. Nhân vật quỷ trong đời, chôn này hai nơi khác, cả châu bao cõi trời, không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thệ. Do về chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bất tử tối thượng, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni, chứng pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được. Pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính, chánh pháp là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại lạc trụ Đức Phật hằng ngợi khen, không gì so sánh được, do vậy chính chánh pháp là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Thánh tam chỉ bốn đôi là những bậc ưng cúng đệ tử đấng thiền thệ, được tri giả tan thán cúng dường đến các ngài, hướng vô lượng công đức, do dày tinh tăng chúng là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này tụ muôn hạnh phúc. Bậc tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, hiểu chân chánh phung hành lời giải đức điều ngự, chứng đạt quả giải thoát, thề nhập đạo bất tử, lạc trụ quả tịch tịnh, do về chính tăng chúng là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Vị như cột trụ đa kéo chôn chặt xuống đất, dầu bốn hướng cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đệ, cũng tự tại bất động được tam pháp thế gian, do vậy chính tăng chúng là châu bao thù diệu, mong vậy chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Bậc hạnh tu đà hoàng chứng tri ly thanh đế đức, được đức Gotama khéo thuyết giảng tường tận, các ngài du phong vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tám. Do vậy chính tăng chúng là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh trí đoạn trừ ba kiết sự, thân kiến và hoài nghi luôn là giới cấm thụ, thoát khỏi bốn đỏ sư, bậc nhập lưu không tạo, sao bất thiện trọng nghiệp. Do về chính tăng chúng là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh tu đà hoàng dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh, do về chính tăng chúng là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chúng hữu tình, ai ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi, do vậy chính tăng, do vậy chính Đức Phật là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật vô thường,
Đức Phật bậc vô thượng, liệu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, truyền đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu hữu diệu, mong với chân ngôn này tu thành một nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chấp trong sanh hữu đời sau. Bởi tham muôn đã đoạn, các cụm tử không còn, ví như ngọn đèn tắt bậc trí chứng niết bàn. Do về chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng sanh thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây hai chi thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loài đảnh lễ và cung dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loài đảnh lễ và cung dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chữ thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con đã đọc xong chánh kinh, con kính nhân bích đến thượng tọa giác đẳng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Cho các bậc cô Đức Quỳnh xin lưu ý chư tăng và quý Phật tử, sau này chúng ta đọc kinh để đỡ mất thời giờ, chúng ta cứ đọc nhanh vào, không cần phải suy tính nhiều để chúng ta tiết kiệm thời giờ. Thưa vị, ở trong bài kinh Châu Báu này có cái chuyện là Ratanang và Ni Tăng. Ratanang là Châu Báu và Ni Tăng là tối thượng. Với một người trì kinh thì xem Phật Phật bảo, pháp là pháp bảo, tăng là tăng bảo. Phật bảo là một pháp bảo, là một ngôi báo. Tăng bảo là một ngôi báo. Ngôi báo là cái gì được có giá trị, giá trị hơn tất cả những cái quý kim quý sạch, hơn những vật quý ở trong đời, dù là cõi người hay cõi trời. Ở trong đời chúng ta cái gì mà quý thì chúng ta sẽ gìn giữ, chúng ta sẽ trang trọng, chúng ta ngưỡng mộ, quý kính điều nào thì chúng ta sẽ đi theo điều đó. Chúng ta quy ngưỡng Tam Bảo thì chúng ta gần đến gần với điều thiện, thể nhập vào điều thiện và thành tựu điều thiện. Thưa vị, bài phút cuối cùng của chương trình hôm nay, chúng tôi xin được thưa rằng hôm nay có một cái tin tức là lâu nay đó, thì cái cách mà người ta ghi nhận con số người lây nhiễm là người ta chẩn nghiệm. Ở đây chẩn nghiệm là những người nào khai là họ nghi là họ bị lây nhiễm, ví dụ như mình bị ho hay là mình bị sốt, và khi như vậy thì họ sẽ lấy một cái mẫu trong người chúng ta, họ gửi đến phòng thí nghiệm, phòng lab để xác nhận là mình là dương tính hay là âm tính. Thì cái cách xét nghiệm này đó, thưa quý vị, nó chỉ cho chúng ta một con số rất là tương đối thôi, nhưng mà hôm nay người ta sử dụng một cái cách khác, giống như mà thăm dò dư luận, là họ tìm 3.000 người, và 3.000 người ở tại 19 cái tụ điểm khác nhau ở New York, và thì ở 40 cái tụ điểm khác nhau và ở 19 cái quận hạt, rồi những quận hạt cao đi trong 3.000 người này. Như trường hợp chúng ta không cần nghĩ thử coi thôi, trong số 3.000 người đó có bao nhiêu người lây nhiễm, thì cái kết quả đó là 13.9%. Thì nếu mà chúng ta lấy dân chúng ở New York á, là 20 triệu người, thì 13.9% là khoảng chừng 3 triệu người. 3 triệu người bị lây lan ở tại tiểu bang New York. Thì con số mà được kiểm nghiệm dương tính thật sự cho đến giờ này chỉ có 260
63.3 triệu người bị lây nhiễm. Điều này có nghĩa là những con số chúng ta nghe về sự lây nhiễm nó chỉ khoảng chừng trên dưới 1/10, 1/10 con số thật. Và như vậy 9/10 ở ngoài kia đâu đó là những người bị lây nhiễm. Đó là lý do tại sao mà chúng ta bị lây nhiễm rất là nhiều. Cứ tưởng tượng như vậy là hiện nay cái con số mà người ta xác nhận ở tại Mỹ thì cũng là gần đến 900.000 người, gần 900.000 người. Nhưng mà dựa trên cái bản thăm dò ở tại New York, California ngày hôm nay đó, thì với cái tỷ lệ khoảng 14% của dân số Mỹ bị lây nhiễm, thì trong số 340 triệu dân Mỹ đó, thì có tối thiểu khoảng gần 50 triệu người bị lây nhiễm. Hiện nay chúng ta chỉ biết là có con số khoảng chừng gần 1 triệu người bị lây nhiễm thôi, nhưng mà thực tế có thể là 40-45 triệu người bị lây nhiễm thực sự. Thì thưa quý vị, con số đó là con số là một cơn ác mộng đối với Hoa Kỳ, là tại vì người ta bắt đầu đó là sự lây nhiễm từ một vài người, một vài chục người, bây giờ con số đã lên hàng triệu người, gần 1 triệu người đã được chính thức xác nhận, và người ta nói con số chính thức có thể lên tới gấp 10 lần. Dạ, chúng ta nói đến mấy chục triệu người chứ không có đơn giản là 1 triệu người nữa. Thì mấy chục triệu người thì tôi biến đại dịch corona đó trở thành một cái gì đó mà thưa quý vị, nó chi phối toàn bộ xã hội. Và đó là lý do tại sao Tổng thống Donald Trump hôm nay tuyên bố rằng cái việc mà xã hội có phải kéo dài đến đầu mùa hạ hoặc là có thể lâu hơn nữa, bởi vì không thể nào mà mở cửa sống. Ở đây cái vấn đề của chúng ta rất rõ là nó có một thực tế ở bên ngoài đó, đây vẫn có rất là nhiều cái cơ hội mà chúng ta bị lây nhiễm. Do vậy một lần nữa xin được kêu gọi chư tôn đức và quý Phật tử, dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù cho rằng ở địa phương có một vài cái luật về sự nới lỏng cách ly xã hội, thì cố gắng cẩn thận. Một khi bản thân chúng ta bị lây nhiễm thì sự chăm sóc chính mình đã rất là vất vả, và rất vất vả cho người thân của mình. Nên chi mong rằng tất cả chúng ta sẽ luôn luôn ý thức cảnh giác. Ở đây chưa phải là thời điểm, giờ phút này chưa phải là thời điểm để chúng ta thả lỏng, để chúng ta coi thường, vì cái trận đại dịch lần thứ hai, cái sự bộc phát lần thứ hai, bùng phát lần thứ hai có thể đến bất cứ lúc nào. Kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Quốc Đa Đa Ma, kính chân chư vị giảng sư, chư tăng ni đã vào để góp phần cho chương trình hôm nay. Đảnh lễ quý ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Xin phép đọc được kinh Đa Tân Sư Tát. Yani thaputa ni samagata ni bumma ni vaja ni vanta likhe sape vaputa sumana bhagavanto atho visakate sunantu bhasitam tahi puta yata sape metam karotha manusiya vacha yadi vacharato chaharanti ye palinta tasmahi netakata tamata yam kinchi netam itava hudang vasake suvayam ratanam vanitam nano samangati tathagate nairam vibhute ratanam vanitam ete na sache na suvate motukhayam viragam namatam vanitam yada chaga sakya muni samahito natena thamme na samati kinchidam vithamme ratanang banitam ete na sache na suvati hotu jambuta setho varivarna yisu chin samati manam tarikai nyamahu samati nate nasamo na vichati dhamme ratanang banitam
ete na sa che na su wa che mo tu ye tu ka la a ka sa tang ba sa tha cha ta re ta ni yu ga ni hon ti te ta ki ne ya su ga ta sa sa wa ka ete su din na ni ma ha pa la nai dam vi sang khe ta ta nang ba ni tang ete na sa che na su wa che mo tu ye sa pa yo ta manasa dang he na ni ka mi no go ta ma sa sa nam hi te ba te ta ma ta ge ha la tha mu tha ni pu ting un cha ma na i dang vi sang he ra ta nang ma ni tang e te na sa che na su wa te mo tu ya thing da khi lo Bata wing si to si ya cha to pi gua te pi asam bakam bi yo Tathu pamang sa puri sang wada mi yo hariya sa cha ni Niya we cha pa sa ti dam bi sang ke gata nang vani tang ye te na sa che na su wa ti ho Tu ye ariya sa cha ni vipa kwa jan ti dram phi da bai nye na su de si ta ni kin cha pi te hon tu pu sa pa ma ta Na te pa wang a ta ma ma di yang ti dram bi sang ke ta ta nang pa ni tang E te na sa che na su wa ti ho tu sa ha wa sa da Sana sambada yata yasu dhamma chahita pahuam chisaka yaditi vichiki chitang chasila patang vapi yadati kichi chato habaye chavipamoto chachapithana vyapapo katum vidam visang khiranang panitang ete na sacce na so vati hotu kinchapi so kammang karoti bapakang kaje na vacha judache tasa vapapo so ta sampate chada papata di sabada savota idam visanghe ratanang panitang ete na sacce na so vati hotu Wana bagombe jatha posita ke himha lamase Bathamas mingim he tathu pamang thamma varang ade Saini panagaming paramang Ita jai rambi bhothe ratanang banitang Ete na sache na suvati hotu varo parangyo varado varahado Anuttaro thamma varang ade Saini rambi bhothe ratanang banitang Ete na sache na suvati hotu khinang puranang Nawang na tisam bhagwang varata chitta yatike bhavasmi Inte na bicha avirun chanda nipanti thida yathayam bari boidam visanghe ratanang banitang Ete na sacce na suvati hotu yanita puta ni samagata nipumma ni vaya vantalikhe tathagatam deva manu sabuchitam bodham namasama suvati ho tu jani thakuta ni samagata nipumma ni vaya vantalikhe tathagatam deva manu sabuchitam Dhammam namasama suvati ho tu jani thakuta ni samagata Nipumma ni vaja nivanta likhe Tathagatam deva manu sapuchitam sankham namasama suvati ho tu jani thakuta ni samagata